bạch quý đại đức, tôi có câu hỏi về sự hiếm hoi của vị Phật lịch sử Gotama. Sau khi đọc qua quyển Đại Phật Sử thì tôi chợt phát hiện là trong suốt 4 A Tăng Kỳ đại kiếp thì chỉ có một vị Phật duy nhất sinh vào thời điểm tuổi thọ loài người là 100 tuổi, tức là Phật Thích Ca. Phải nói là quá hiếm hoi, vì nếu muốn sinh vào thời điểm có các vị Phật khác thì phải có nhiều phước báo hơn rất nhiều, vì tuổi thọ loài người cao hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại thì chúng ta là những người theo Phật nên nỗ lực mang giáo pháp phát triển hơn nữa, ra hơn nữa, để mọi người có duyên với Phật pháp nhiều hơn. Tôi nói có đúng không? Xin cho biết ý kiến. Chúng ta có ba việc để làm, đó là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Thì đối với đa phần hàng cư sĩ và ngay cả nhiều vị tu sĩ thì quý vị chỉ cần hai việc là học pháp và hành pháp, tức là tự mình lo cứu lấy mình là được rồi. Còn cái việc hoằng pháp là khi nào mà mình có khả năng thì mình hoằng pháp, chứ điều đó không phải là bắt buộc bất cứ ai cũng phải hoằng pháp. Nhưng mà mỗi người trong số chúng ta đều có cái sự ảnh hưởng không có giống nhau. Như ở trong bài Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói là dù ở trên núi thẳm, rừng rậm hoặc hang sâu, La Hán trú chỗ nào, chỗ đó được an lạc. Chúng ta nói rộng ra đó, khi chúng ta tu tập thì nếu như chúng ta sống thiện, sống có giới, sống có thí, thì dù cho chúng ta ở cái chỗ nào thì chỗ đó nó được an lạc. Không cần mình phải nỗ lực nhiều thì mình vẫn có thể đem lại an lạc cho những người xung quanh. Bản thân quý vị đó, quý vị giữ giới, quý vị có thí, quý vị bớt tham, bớt sân, thì khi đó cái người xung quanh quý vị là cái người hưởng lợi nhiều nhất. Những người mà quý vị có cái sự tương tác, có sự tiếp xúc đến, thì họ là người có cái sự hưởng lợi nhiều nhất. Còn nếu mà nói về việc hoằng pháp mà hiệu quả thì đó là các sư. Nhưng mà các sư thì cũng không phải tất cả các vị đều phải hoằng pháp. Bởi vì chỉ riêng việc các sư tu tập thôi thì như đó đã đủ để duy trì rồi, duy trì mạng mạch rồi. Tức là anh chỉ cần anh tu tốt thôi thì tự nhiên là người ta sẽ đến với anh, chứ anh không cần anh phải hô hào để người ta biết là mình tu tốt. Ở Miến Điện có một vị mười mấy năm hành hạnh đầu đà không có nằm, thì khi mà vị đó ở trong rừng thì người dân mới thấy thương vị đó quá, mới xây cái ngôi chùa và thỉnh vị đó về để ở, để cho người dân có thể lui tới cúng dường và vị đó cũng có thể an lạc. Thì quý vị thấy chỉ cần mình
tu thôi, thì tự nhiên là người ta xây chùa rồi người ta thỉnh mình về. Sư khi mà sư biết thì sư cũng hoan hỷ, và sư thấy nó hơn rất là nhiều cái chuyện mà một ông sư cố chạy đôn chạy đáo chạy này chạy kia để xây cho được cái ngôi chùa. Đôi khi nó mệt, thôi anh cứ ráng anh tu, còn cái chuyện xây chùa chuyện của cư sĩ. Quay trở lại vấn đề cái việc hoằng pháp, thì tùy mỗi người có cái phạm vi hoằng pháp nó lớn nhỏ không có giống nhau, nhưng mà điều quan trọng là mình phải tự lo cho mình. Cái việc hoằng pháp là chỉ là thể hiện cái sự tri ân đối với giáo pháp, nhưng điều mấu chốt nhất là mình phải tự lo cho mình. Chứ nếu không thôi đó, bản thân những ai lo, gọi là lo bên ngoài, lo đồ chúng, lo thuyết giảng giáo pháp mà thiếu đi sự tu tập, thì đó là những người bị Đức Thế Tôn khiển trách. Trừ khi nào gọi là gánh nặng đã đặt xuống, việc cần làm đã làm đó, kiếp này là kiếp cuối cùng, là vị đó không còn tái sanh thêm kiếp nào nữa, thì cái chuyện hoằng pháp của vị đó nó mới thật sự hiệu quả nhất.